Xin chào mọi người. Trải bài này dành cho những ai đang mất phương hướng, cần vài lời tâm sự. Trước kia khi mà mình chưa biết đến Tarot, mình chưa biết về cộng đồng này, mình căng thẳng, mình stress do có công việc và do cuộc sống quá nhiều thứ. Cái khoảng thời gian đó mình là một người khô khan và mình là một người cục xúc đó. Và cái khoảng thời gian đó mình như một cái con robot đó mọi người. Về sau thì dòng đời bắt đầu đưa đẩy, thì mình lại ngồi đây và mình không cục xúc nữa, vì mình là một người phụ nữ có tuổi rồi đó. Và nhiều khi sáng dậy mình cũng không hiểu là tôi đang làm gì trên kênh YouTube của tôi đây. Thì cứ làm thôi, cứ tiến về phía trước thôi. Và cái năng lượng, cái trải bài hôm nay chúng ta sẽ tâm sự với nhau. Và không cần chọn tụ ha, các bạn chỉ cần nghe thôi, để coi như thế nào trong cuộc sống của mình cần phải làm gì, như thế nào là đúng nhất. Đó, cứ coi như là như vậy ha. Một cái video vừa là tarot vừa là tâm sự với nhau luôn. Và chúng ta cùng đi vào trải bài luôn ha mọi người. Mình xin vô trải bài luôn ha. Trước mắt thì mình thấy những cái người mà lắng nghe cái trải bài này, lắng nghe cái video này, đa số các bạn sẽ trội cái năng lượng nữ. Trội năng lượng nữ đều là một cái người mà có cái ngoại hình và tính cách rất là tốt, biết nghĩ cho người khác. Thường thường sẽ luôn có cái xu hướng là ở dĩ hòa vi quý đi, dĩ hòa vi quý. Nếu cái cuộc sống khiến bạn vất vả và phải thực sự trở nên mạnh mẽ, thì dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là che giấu thôi. Bên trong thì nó vẫn là một cái người với cái tính nữ rất là hoàn hảo, một cái linh hồn với tính nữ rất hoàn hảo. Mình cảm nhận được trong đầu mình bắt đầu hiện lên cái chữ nhẹ đó. Chữ nhẹ hiện lên trong đầu. Cái điều này có thể nói về cái tuổi linh hồn của các bạn đó, hoặc là cái số lần các bạn xuất hiện dưới cái mặt đất này, nó không quá nhiều lần đâu nha mọi người. Hoặc là cái chữ nhẹ ở đây là cái nguồn năng lượng mà các bạn mang tới cho người khác, nó rất là nhẹ, nó bồng bềnh, nó rất là nhẹ. Và bởi vì như thế, khi mà các bạn đau khổ, các bạn sẽ có cái xu hướng là chỉ một mình các bạn biết thôi. Ở trong đây có cái hình thập tự giá nó xuất hiện trong đây rồi, hoàn toàn nói về cái số phận. Khi mà các bạn sống trong kiếp sống này, tất cả những cái điều mà các bạn trải qua, nó hoàn toàn là có một cái bàn tay số phận nó được định đoạt như vậy. Tại sao mình lại nói như thế? Đơn giản là bởi vì những cái bài học, những cái sự việc nó xảy ra trong cuộc đời của bạn, những cái biến cố nó xoáy quanh cái nơi các bạn ở này, cái nơi các bạn học, hoặc là cái nơi các bạn làm việc đi, các bạn tiếp xúc, các bạn giao lưu đi. Tuy nó chỉ là một cái cục đất, một cái cụm đất nha, nó rất nhỏ thôi, một cái xã hội thu nhỏ thôi, nhưng mà mình nói thật là cái khu đất đấy, cái cụm đấy đấy, nó có cả ngàn câu chuyện nó nhấn chìm các bạn xuống, xong rồi các bạn ngoi lên thì nó lại nhấn chìm các bạn xuống tiếp. Nó có đầy đủ hỉ nộ ái ố bên trong, nó luôn như là một cái rạp xiếc kiểu như vậy. Và người ta phải mất là khoảng chừng 30 năm để người ta có thể học hết được những cái bài học mà nó giải rác trong đấy, trong cái cụm đất đấy, trong cái khung đấy, trong cái đóng khung cho các bạn trong cái vùng đó. Đó, đúng không? Nó giống như một cái khu vườn nằm trong một cái bình vậy các bạn. Đây. Đó. Để học hết được cái đống này như người bình thường khác á, thì người ta phải mất là kéo dài cuộc đời phải mấy chục năm, 30 năm đi. Đó, nhưng mà đối với những cái bạn chọn tụ này nha, một combo mà đến rất nhanh luôn, chỉ cần 15 năm thôi. Đó, hoặc là 20 năm thôi, liên tiếp thôi. Các bạn học nhanh hơn người khác. Bởi vì học nhanh hơn sẽ đau nhiều hơn. Đó. Vì vậy có thể nói bạn cực kỳ vất vả và cực kỳ bị áp lực, và có rất là nhiều cái nỗi khổ tâm ở trong đây nha mọi người. Và bạn không cần phải đi đâu xa, bạn chỉ cần ở cái nơi các bạn ở thôi, và yên tâm là các bạn sẽ sáng mắt ra và số phận sẽ đưa cho các bạn đi hết từ cái bất ngờ này đến cái thất vọng khác. Đó là cái năng lượng của các bạn. Mình nhìn thấy 6 năm cho một cái điều gì đó, có thể là trong 6 năm này á, sẽ là các cái trạng tỉnh thức, những cái trạng tỉnh thức về tâm linh, và có thể để cho các bạn cọ sát nhiều hơn với những cái vấn đề mà nó liên quan đến tâm linh. 36 năm cho tất cả những cái trải nghiệm. 29 tuổi bắt đầu mới nhận ra được là cái linh hồn mình, con người thật sự của mình là ai, những cái điều mình muốn là gì, và có thể lúc đấy mới biết trân trọng chính bản thân mình. Bạn này rất nhiều sự tổn thương, đó là những cái sự bất lợi cho bạn đó. Mỗi vết thương không hẳn là các bạn tự làm đau đâu, các bạn tự làm đau bản thân các bạn mình đâu. Mình đang nói mỗi vết thương không hẳn là các bạn tự làm đau bản thân các bạn đâu. Mình đang nói về cái mặt tinh thần lẫn cuộc sống. Và có thể là có những cái khoảng thời gian
chính các bạn đã làm hại đến cái cơ thể của các bạn. Các bạn làm hại cơ thể của chính mình luôn, làm đau chính mình. Và đa phần những cái bạn này đều có rất là nhiều cái năng lượng của những cái nhân vật mà họ không tốt. Họ đeo bám các bạn, họ bám đuôi các bạn. Và họ có cái xu hướng mà họ đẩy các bạn, họ dẫn các bạn vào những cái khó khăn và cố gắng là cản trở bước đi của các bạn. Và nếu trong cái môi trường công việc, công ty, doanh nghiệp thì các bạn sẽ luôn bị gây khó dễ. Còn nếu trong cái môi trường của cuộc sống hàng ngày thì cũng có cái người mà họ ganh tị các bạn, và hầu hết là đều là cùng giới cả, đều là cùng giới cả. Thí dụ như các bạn là nam, các bạn đang xem trải bài này thì các bạn có những cái bạn nam khác bắt đầu ganh tị này, đàn ông họ cũng vẫn ganh tị nha mọi người, chứ không phải là chỉ có phụ nữ thôi nha. Và phụ nữ đang coi trải bài này thì cũng đầy những cái người phụ nữ khác ganh tị, cái kiểu như vậy gây khó gây dễ. Nếu trong cái môi trường mà các bạn bạn bè đi, trong vòng từng ấy năm đi, bạn chơi với bạn bè đi, cũng những là những người bạn bè mà bằng mặt nhưng không bằng lòng, cũng cạnh tranh, cũng tùm lum hết à. Và đa số hầu như thì mình thấy là có những cái điều bạn gặp phải nó không được lành mạnh đâu, và tạo cho các bạn rất là nhiều cái tổn thương, nhiều cái tai ương nó không đáng có. Và những cái mối quan hệ mình nói thật là mình cảm thấy nó lạnh lùng luôn đó. Nó rất là sắc bén và nó lạnh lùng. Biết làm sao được khi cái con đường các cái mối quan hệ xã hội của bạn nó không được may mắn. Những cái con đường mà người mà nói về cái mối quan hệ xã hội hoặc mối quan hệ bạn bè không có cái phúc đó, không có cái diễm phúc đó, không được may mắn trên cái con đường đấy. Bởi vì cái xã hội này đôi khi nó là như vậy. Thế thì cái điều có lợi cho các bạn trong đây là nó nằm ở cái việc các bạn có thể là sẽ dễ dàng có được cái năng lượng là thôi chấp nhận đi đến một cái nơi khác, rất dễ có cái năng lượng đổi mới. Đấy, nó nằm ở việc là bạn sẽ đi đến một cái nơi mới dành cho các bạn tốt hơn. Và cái nơi này hoàn toàn xa hẳn cái nơi các bạn sinh ra. Để mà đi được đến cái nơi đấy thì trước mắt là phải trả giá những cái điều này đã. Có thể là rời xa quê hương để có thể là đi đến được cái vùng đất mới, sinh ra để nhận được cái điều đó, để có thể là có được cái sự di chuyển. Như người ta thì người ta, để người ta xa quê hương, xa cái gia đình, xa một cái nơi nào đó họ đã gắn bó từ lúc còn nhỏ rồi, nó rất là khó. Nhưng mà đối với những cái bạn chọn tụ này, bạn chỉ muốn đi, bạn chỉ muốn trốn khỏi cái nơi đó thôi, trốn khỏi cái nơi không dành cho các bạn thôi. Vì cơ bản cuộc đời của các bạn là những cái sự đổi rời, những cái sự đổi rời. Bạn sẽ thích ứng rất là tốt, vì vốn dĩ các bạn là cái người rất dễ để có thể theo kịp thời đại. Nói rõ hơn là các bạn dễ thích nghi. Bởi cái cuộc sống như vậy nên các bạn sẽ dễ thích nghi hơn. Và tiếp nữa là khi các bạn đau khổ rồi, các bạn vất vả rồi thì các bạn có được cái khả năng để các bạn có thể chuyển hóa rất là nhanh, và nhanh hơn những cái người đồng trang lứa. Đó, khổ sớm thì hết khổ sớm, vất vả sớm thì sướng sớm thôi, có gì đâu. Và mình nhìn thấy là cái năm mà có thể 2 năm 17, 19 nhá, thì mình cảm nhận được có những cái sự kiện đó, nó làm cho các bạn vụn vỡ luôn á. Hoặc là nhiều người là sốc tâm lý trong khoảng thời gian 2 năm nào đấy trong cuộc đời. Đó là những cái sự kiện làm thay đổi cuộc đời bạn và các con người bạn sau này luôn. Bạn này có số xuất ngoại nè. Nó liên quan đến giấy tờ pháp lý chính phủ. Nó không đơn giản là cái việc các bạn du lịch đâu. Du lịch cũng là xuất ngoại, nhưng mà khi mà liên quan đến giấy tờ pháp lý chính phủ thì mình nghĩ là có thể là theo diện khác. Cuộc đời của bạn này mới thấy không có gì là không phải trả giá hết á. Cái gì cũng có cái giá của nó. Tha phương lập nghiệp, số phận rồi. Tha phương lập nghiệp, di chuyển khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, thì đôi khi di chuyển khỏi cái nơi đấy thì mới về đúng được cái nơi dành cho mình. Thế thì cái môi trường á, bạn đã từng hoặc đã đang ở trên đó có phù hợp hay không? Mình cảm nhận được nhá, có cái sự bất lợi nhiều hơn. Không nhầm thì nhiều bạn trong này luôn bị thất vọng bởi những gì đã từng trải qua, hoặc là thất vọng vì không làm được những cái điều mình muốn. Cái môi trường của các bạn cho mình cảm giác, một là bạn được sinh ra trong một cái gia đình có cái người cha rất là gia trưởng, hoặc ông nội ông ngoại gì đó gia trưởng, hoặc ví dụ sếp hoặc bạn đồng nghiệp đi, hoặc những người bạn đã từng tiếp xúc đi, làm việc chung đi, đều có những cái nguồn năng lượng muốn kiểm soát, muốn người khác làm theo ý mình, áp đặt. Và mình thấy, mình cảm thấy các bạn là xuống tinh thần, có những cái sự mất mát, có những cái sự nuối tiếc, có những cái sự thất vọng nó hiện lên trong cái trải bài này, và nó hiện lên trong đầu mình đây nè. Đó. Mình cảm nhận được đó, bạn muốn rời khỏi hơn bao giờ hết. Những cái bạn chọn cái tụ này, các bạn muốn rời khỏi hơn bao giờ hết luôn. Bởi các bạn cảm nhận được đó, nhiều thứ nó không phù hợp với bạn nữa, hoặc là các bạn muốn thay đổi một cái môi trường nó khác hơn. Trong mắt gia đình
cha mẹ bạn thì sao, thì họ thấy bạn như thế nào, thì mình khai thác tiếp. Mình cảm nhận được á, họ thấy bạn tuy rằng á, bạn hiểu rõ cuộc sống, bạn sâu sắc, bạn trải qua nhiều, nhưng mà họ cảm nhận được rằng á, tại sao bạn luôn khổ tâm. Chính gia đình các bạn, cha mẹ các bạn cũng cảm thấy được cái điều đấy, thấy bạn khổ tâm. Và hầu như những người chọn cái video này mẫu số chung, gia đình các bạn thấy bạn có cái sự vất vả và khó khăn trong cái đời sống tình cảm, cao số ấy, kiểu vậy đấy. Và nói kiểu kiểu dân dã một chút, thấy mọi người hay nói là lận đận tình duyên ấy. Có ai trong đây như vậy không? Và một số trường hợp trong này ấy, gia đình và bạn luôn có những cái khoảng cách, giữ luôn có khoảng cách với nhau, kiểu như là có những cái việc trong gia đình các thành viên gây tổn thương lên nhau này, đó luôn bị đặt trong những cái trường hợp đấy. Nên có những cái sự tổn thương nó nằm sâu trong trái tim của các bạn rồi, nên cho dù gia đình các bạn có đủ đầy, có ấm no đi chăng nữa, thì cái sự khuyết hãm bên trong nó vẫn luôn tồn tại đối với những ai chọn tụ này. Các bạn có tổn thương từ thời thơ ấu, cái kiểu như vậy. Và một số người trong này á, gia đình các bạn chứng kiến bạn ly hôn này, chứng kiến các bạn lập gia đình, hoặc quen với những cái nhân vật đó không chung thủy, không tốt, chia tay chia chân tùm lum hết. Và có rất là nhiều cái mối quan hệ mà nó đứt gánh giữa đường, lận đận hôn nhân, lận đận tình cảm, không có được viên mãn trong cái con đường tình duyên đó. Gia đình các bạn là người chứng kiến hết. Còn cái trong cái công việc á, thì lại là một cái người có năng lực. Gia đình các bạn nhìn nhận ra được là các bạn đã cố gắng rất là nhiều rồi, lại có được cái năng lực trong cái chuyện mà công việc sự nghiệp đó. Tuy rằng á, các bạn chưa phải là một cái người mà cực kỳ thành công, nhưng mà có vẻ như họ không có phải là quá lo lắng nhiều cho các bạn. Chí ít là các bạn giỏi trong cái chuyện mà các bạn tự lập, bù lại các bạn lại có thể là trở thành một cái người mà cứng đầu. Dần dần cái cuộc sống nó khiến cho các bạn trở thành như vậy, và có chính kiến, và không có bao giờ muốn cúi đầu trước những cái người mà làm điều sai trái hoặc là không công bằng. Đó, gia đình các bạn chỉ lo nhiều cho các bạn về cái con đường tình cảm thôi, lo lận đận quá. Thế thì chúng ta đi tiếp đến cái tương lai ha. Một chút dự đoán cho tương lai của mọi người trong đây, những ai chọn tụ này, thì mình cảm nhận được tương lai của các bạn nó nhẹ gánh hơn rất là nhiều. Các bạn được nghỉ ngơi đúng nghĩa nha. Bộ não của các bạn được nghỉ ngơi nhiều hơn đó, so với khi các bạn còn trẻ. Mình thấy bạn kiểm soát được bản thân của các bạn tốt hơn. Khi mà nói cái điều gì đó hoặc là làm gì đó, thì bạn biết là các bạn điều tiết cái cảm xúc nó tốt hơn. Vì vậy, có thể nói rằng cái thời điểm chín muồi nhất của cuộc đời bạn có thể là khi các bạn đã lập gia đình rồi. Các bạn phải lập gia đình rồi nha, thì mới có được cái sự ổn định đấy. Ổn định cuộc sống vào cái độ tuổi mà gần đi tới trung niên, thì mọi thứ nó sẽ bình lặng hơn rất nhiều, nó sẽ hạnh phúc hơn. Và khi đó thì bạn tha thứ cho tất cả với những người xung quanh. Không phải là vì bạn tha thứ, là bởi vì bạn tha thứ những cái người đó, bởi vì là nghĩa vụ tôi phải tha thứ. Chỉ là bạn cảm thấy như vậy là nhẹ nhõm nhất, bạn buông xả tất cả dễ dàng hơn đó, để giúp cuộc sống bạn nhẹ đầu. Ít ra là như vậy, tôi buông để cho nhẹ đầu trước đã, cho đỡ mệt. Thì mình thấy cái cơ hội lúc đó nó sẽ mở ra đối với các bạn nhiều hơn. Và đây cũng là cái khoảng thời gian tương lai này, cũng là cái khoảng thời gian mà bạn không lo lắng về kinh tế nhiều như trước đây nữa. Nếu ví dụ lập gia đình, một là chồng bạn là người cực kỳ giỏi nha, giỏi kiếm tiền, hoặc không, chồng hoặc vợ bạn giỏi kiếm tiền, hoặc là không nữa thì cả hai bạn cùng sẽ là một cái người mà có những cái năng lượng rất là giỏi trong cái chuyện kinh doanh, rất là giỏi trong chuyện tính toán để kiếm tiền. Đó, khi đó cái năng lượng sống của bạn cũng sẽ dồi dào hơn. Bạn không phải mệt mỏi suy nghĩ tiêu cực hoặc là các bạn thất vọng. Khi đó bạn sống và tận hưởng những cái ngày tháng đó, nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Có vẻ như bạn cũng mong ước như vậy đó, một cái cuộc đời nhẹ nhàng thôi, không có mong ước gì nhiều, mà không có muốn bon chen. Làm những cái công việc mà nó phù hợp với mình, công việc về sáng tạo, về tinh thần, về cảm xúc, nó sẽ có cái cơ hội nó đến với các bạn nhiều hơn. Hoặc đó là cái điều mà các bạn hướng tới từ cái thời điểm hiện tại này, nó là phương kim chỉ nam cho các bạn để các bạn kiến tạo cuộc sống sau này. Thế thì cái người hướng dẫn và đội bảo hộ tâm linh hoặc thiên thần hộ mệnh, họ muốn bạn biết cái điều gì, họ nhắn cho các bạn cái gì tới với cái hành trình của các bạn ở kiếp sống này. Thì mình thấy họ mong muốn bạn đừng có đánh mất đi bản thân của mình, mong bạn luôn hướng về phía trước và bỏ lại cái quá khứ đằng sau đi, và ngừng cái năng lượng của cái sự sợ hãi đi. Những cái điều nó chưa tới thì các bạn hãy ngừng sợ. Và tiếp nữa, họ muốn các bạn hiểu ra một phần
cái hành trình của các bạn ở dưới đây này, là cái việc mà các bạn tháo gỡ được á, những cái karma từ gia đình hoặc cái karma nó sâu dày của chính linh hồn các bạn từ vô lượng kiếp, tháo bỏ hết. Vì vậy cái hành trình của các bạn vất vả lắm để có thể là tháo gỡ được những cái sợi dây xích á, nó đã buộc chân các bạn quá lâu rồi đó. Và cái tụ này á, nó nghiêng về cái sứ mệnh linh hồn cho một vài người và là số ít ha. Nên những ai coi đến đây rồi á, thấy những cái sự kiện này nó không đúng thì các bạn có thể ngừng xem ở đây đó, để cho các bạn nào mà cảm thấy đúng thì các bạn tiếp tục. Chỉ cần chắt lọc những cái thứ phù hợp thôi. Nên có thể những người chọn xem cái tụ 1 này và nhân vật sẽ có cái sứ mệnh đi trên cái con đường tâm linh. Một số người sẽ tu tập tại gia hoặc là đi theo tu đạo thật sự luôn á, và coi như là bỏ cái cuộc sống ở trần tục luôn đó mọi người. Một số người sẽ đi tu á, là bỏ cuộc sống trần tục luôn, hoặc là làm cái công đức cho nhà thờ đó, không lập gia đình luôn, đi tu làm công đức cho nhà thờ đó đến khi các bạn lớn tuổi, một số thôi nha, hoặc là nơi thờ phượng hoặc là chùa đó, cái kiểu như vậy. Và linh hồn của người này á, phải mạnh mẽ lắm mới đi được trên cái hành trình này. Những cái người mà tu tập họ phải rất mạnh mẽ. Thì mình cảm nhận dù như thế nào đi chăng nữa, những người chọn xem cái video này vẫn không tránh khỏi cái việc mà các bạn cảm thấy là lạc lõng, các bạn cảm thấy cô đơn. Mặc dù khi mà các bạn đứng giữa đám đông hoặc là gia đình đầy đủ đi, thì các bạn vẫn đâu đó trong thâm tâm các bạn vẫn cảm thấy hơi cô đơn này. Vốn dĩ cái năng lượng linh hồn của bạn á, luôn tồn tại, và cái hành trình này là cái hành trình của riêng linh hồn các bạn. Nhưng mà các bạn không hề cô đơn đâu. Nếu mà so với mặt con người thì có thể là cô đơn, nhưng mà so với cái mặt linh hồn thì luôn có những cái người mà họ dõi theo các bạn. Họ là những người trong gia đình linh hồn của các bạn, là thiên thần hộ mệnh, hoặc là những trong những người mà trong đội nhóm tâm linh có sẽ đi cùng bạn trong cái nhiệm vụ này ở đúng cái giai đoạn này đó. Một số ít sẽ đi tu. Ok, và cái trải bài hôm nay đến đây là hết ha. Và hẹn gặp lại mọi người ở một cái trải bài kỳ tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành thời gian nha. Bye bye mọi người.